Bên mình là chuyên sản xuất máy đuối sắt phế liệu các bạn nhé. Các bạn mà đang làm bãi sắt phế liệu mà đang cần những chiếc máy tái chế, máy đuối thẳng sắt thì gọi cho mình nhé. Đây, khi đuối ra rất là thẳng luôn nhé. Đây là mình đang đuối sắt phi 8 này. Sau đây mình cứ bó lại cho nó mình thì bán nhé. Anh em mà đang cần những chiếc máy đuối sắt như thế này thì gọi cho mình. Đây, các bạn nhé, nhìn sắt đuối ra này rất là thẳng sống nhé. Sau đó mình đuối ra sắt sóng nên mình bó mình bán cho anh em làm công trình đổ tấm đan đấy các bạn ạ. À, anh em đang làm bãi sắt phế liệu mà cần những con máy đuối như này thì gọi cho mình nhé.